cấu tạo lưỡi dao số 8. Dày chỗ này là một phân rưỡi, đây là phân rưỡi hơn phân 6, chỗ cái gần chân chậu này là một phân 7 hoặc phân 6, phân rưỡi. Đây là một phân 3 cm. Chụp quay này là 10,5 cm. Đây là cấu tạo lưỡi dao quay chậu 8 tấc lọt lòng. Và các bạn cùng tham khảo để sơ bộ có một cái nền, cái khung để cắt nên những lưỡi dao của các bạn. Lưỡi dao số 8 này nó cũng hơi cao rồi. Chúng ta dùng đến 3 con bù lon để kết nối lưỡi dao chính và giữ lưỡi dao phụ. 3 bù lon 6 ly. Nhớ là lưỡi dao phải vắt cạnh để khi quay hầu dầu sẽ được mịn màng bóng. Còn những đường chỉ trên thân chậu thì các bạn tự sáng tạo, hoặc thể theo kiểu của mình, hoặc theo kiểu mà các bạn vừa ý. Lưỡi dao số 8 này mình làm chậu cao khoảng 4 tấc 4 tấc 1, này hơi cao, bạn có thể làm chừng 35 trở lại thôi, đừng nên làm cao quá sâu mất công mà cũng rất hơi khó quay. Cũng có thể dùng chiều cao là 30 để làm chậu 8 cạn. Bán kính ở đáy là 1, quay là khoảng 41 42, đáy 41 42. Đây là một số thông số để các bạn có thể tham khảo và làm theo, hoặc có thể tạo những cái lưỡi với kích thước từ cái cơ bản này. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.